Ta từng là một samurai trẻ, tài năng với thanh katana. Mỗi ngày, ta rèn luyện không ngừng, mài giữa kỹ năng của mình dưới những cánh hoa anh đào rơi. Nhưng ta khao khát nhiều hơn là võ nghệ. Ta muốn hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới xung quanh. Ta mong muốn sự bình yên nội tâm. Một sự bình yên mà không thể đạt được chỉ bằng sức mạnh của thanh kiếm. Một sự tĩnh lặng giữa dông bão cuộc đời. Ta muốn tìm thấy sự an nhiên giữa những thử thách và khó khăn. Một sự làm chủ tinh thần bất an của chính mình. Ta muốn kiểm soát những cảm xúc hỗn loạn và tìm thấy sự cân bằng. Nỗi bất an gặm nhảm ta. Những đêm dài không ngủ, ta tự hỏi liệu có con đường nào dẫn đến sự thanh thản. Ta tìm kiếm câu trả lời trong sâu thẳm tâm hồn. Ta biết rằng câu trả lời không nằm ở bên ngoài, mà ở trong chính mình. Truyền thuyết kể về một vị thiền sư uyên bác, người đã tìm thấy sự bình yên nội tâm và trí tuệ sâu sắc. Một ẩn sĩ sống trong rừng sâu, người đã từ bỏ thế gian để tìm kiếm sự giác ngộ, ngọn hải đăng của trí tuệ. Người ta nói rằng vị thiền sư này có thể dẫn dắt những ai lạc lối tìm thấy con đường của mình. Vị thiền sư này, người ta nói, nắm giữ chìa khóa dẫn đến sức mạnh tĩnh lặng, một sức mạnh không thể lấy chuyện bởi bất kỳ cơn bão nào. Điều này chạm đến trái tim Kenzo. Chàng biết rằng đây chính là con đường mình phải đi. Chàng quyết định tìm kiếm vị thiền sư. Với lòng quyết tâm và hy vọng, chàng bắt đầu hành trình của mình. Hành trình đi tìm sự bình yên nội tâm của chàng sắp bắt đầu. Một hành trình không chỉ để tìm kiếm một người, mà còn để tìm thấy chính mình. Ta dấn thân vào vùng hoang dã. Ngày tháng trôi qua thành tuần, ta kiên trì. Tiếng thì thầm của khu rừng trở thành bạn đồng hành của ta. Tiếng lá xào xạc, một giai điệu êm dịu. Mỗi bước chân đưa ta đến gần hơn với mục tiêu của mình, để khám phá bí mật của sự tĩnh lặng nội tâm. Cuối cùng chàng đến một khu rừng vắng vẻ, một túp lều đơn sơ nằm giữa những tán cây cổ thụ, một cảm giác yên bình bao trùm không khí. Kenzo biết mình đã đến đích, vị thiền sư đang ngồi thiền. Mắt ông mở ra, tràn đầy sự điềm tĩnh sâu thẳm. Ông chào đón Kenzo bằng một nụ cười thanh thản. Sư phụ, làm sao con có thể tìm thấy sự bình yên giữa hỗn loạn? Làm sao con có thể tĩnh lặng khi thế giới xung quanh con cuốn cuộn? Vị thiền sư kiên nhẫn lắng nghe. Sau đó, ông dẫn Kenzo đến một thác nước gần đó. Tiếng thác đổ vang dội như một bản giao hưởng hùng vĩ. Hai quan sát. Vị thiền sư hướng dẫn, chỉ tay về phía dòng nước chảy xiết. Kenzo chăm chú nhìn. Chàng nhận thấy một tảng đá nhỏ, bất động giữa dòng chảy không ngừng. Hãy trở nên như tảng đá, nuôi dưỡng sự tĩnh lặng nội tâm, tìm kiếm sự sáng suốt giữa hỗn loạn. Kenzo không hề hay biết, thác nước ẩn chứa một bí mật, đó là một cánh cổng, một bức màn ngăn cách thế giới con người và cõi âm linh. Những linh hồn này bị mắc kẹt và bất an, tạo ra một năng lượng hỗn loạn. Thác nước cuộn trào với sự hỗn loạn vô hình của chúng. Một linh hồn, độc ác hơn những kẻ khác, cảm nhận được sự hiện diện của Kenzo. Nó nhìn thấy một cơ hội, một lối thoát khỏi nhà tù nước của nó. Nó sẽ lợi dụng sự bất an của Kenzo, nó sẽ khai thác khao khát im lặng của chàng, nó sẽ sử dụng chàng để thoát ra. Kenzo cố gắng đạt đến sự tĩnh lặng mà vị thiền sư đã mô tả, thấy mình đang chiến đấu với những thế lực vô hình. Những thế lực này không chỉ là những kẻ thù bên ngoài, mà còn là những bóng tối bên trong tâm hồn chàng. Chúng là những nỗi sợ hãi, những lo lắng và những ký ức đau buồn mà chàng không thể thoát khỏi. Những cơn ác mộng hành hạ chàng, chúng đến vào ban đêm khi chàng cố gắng nghỉ ngơi và chúng không để chàng yên. Chàng thấy mình bị mắc kẹt trong một vòng xoáy của sự sợ hãi và bất an. Ảo ảnh đáng sợ nhảy múa trước mặt chàng. Chúng là những hình ảnh của những điều chàng sợ nhất, những điều chàng không thể đối mặt. Chúng làm chàng cảm thấy như mình đang mất kiểm soát, như mình đang chìm đắm trong một cơn ác mộng không có lối thoát. Những lời thì thầm ma quái xâm chiếm thiền định của chàng. Chúng là những tiếng nói từ quá khứ, những tiếng nói của những người chàng đã mất, những tiếng nói của những nỗi sợ hãi và lo lắng của chàng. Chúng làm chàng không thể tập trung, không thể tìm thấy sự bình yên mà chàng khao khát. Nỗi sợ hãi, điều trái ngược với sự bình yên mà chàng tìm kiếm, đe dọa nhấn chìm chàng. Chàng cảm thấy như mình đang bị kéo xuống, như mình đang mất dần sự kiểm soát. Chàng biết rằng mình cần phải tìm một cách để vượt qua những nỗi sợ hãi này, nhưng chàng không biết làm thế nào. Một ngày nọ, một người phụ nữ xuất hiện. Bà có một vẻ ngoài bí ẩn, với một ánh sáng kỳ lạ trong mắt. Bà không giống bất kỳ ai mà chàng từng gặp trước đây. Đôi mắt bà chứa đựng một trí tuệ cổ xưa, phản chiếu hình ảnh vị thiền sư. Chàng cảm thấy như mình có thể nhìn thấy cả một thế giới khác qua đôi mắt của bà. Bà là một pháp sư, có thể giao tiếp với các linh hồn. Bà có khả năng nhìn thấy và hiểu được những điều mà người khác không thể. Bà cảm nhận được sự hỗn loạn trong ta. Bà biết rằng chàng đang đấu tranh với những thế lực vô hình và bà quyết định giúp chàng. Bà sẽ là người dẫn đường cho ta, dạy ta cách điều hướng thế giới vô hình. Bà sẽ giúp chàng tìm thấy sự bình yên mà chàng khao khát và giúp chàng vượt qua những nỗi sợ hãi và lo lắng của mình.
Pháp sư dạy Kenzo cách rèn luyện sự tĩnh lặng của mình. Bà không chỉ dạy chàng cách im lặng, mà còn cách lắng nghe tiếng nói của tâm hồn mình. Đó không chỉ đơn thuần là sự vắng mặt của âm thanh, đó là sự hòa hợp với thiên nhiên, là sự tĩnh lặng của tâm hồn giữa cơn bão. Đó là một vũ khí chống lại tiêu cực. Sự tĩnh lặng giúp Kenzo tập trung, giúp chàng nhìn rõ mọi thứ xung quanh mà không bị xào lãng. Một tấm khiên chống lại nỗi sợ hãi. Sự tĩnh lặng giúp chàng đối mặt với nỗi sợ hãi mà không bị khuất phục. Bà dạy chàng sử dụng sự bình yên nội tâm của mình như một ngọn hải đăng. Sự bình yên đó không chỉ giúp chàng mà còn giúp những người xung quanh để hiểu được nỗi đau khổ của các linh hồn. Kenzo học cách cảm nhận nỗi đau của người khác và dùng sự tĩnh lặng để xoa dịu họ, để bày tỏ lòng trắc ẩn thay vì gục ngã trước nỗi kinh hoàng. Sự tĩnh lặng giúp chàng giữ vững lòng trắc ẩn ngay cả khi đối mặt với những điều kinh khủng nhất. Cuối cùng, Kenzo đối mặt với ác linh, trận chiến nổ ra. Không phải bằng thép mà bằng sức mạnh tinh thần của Kenzo. Chàng không cần vũ khí vật chất, chỉ cần sự tĩnh lặng và lòng kiên định. Mà bằng sức mạnh tinh thần của Kenzo, sự tĩnh lặng của chàng không phải là thụ động, mà là một thế lực mạnh mẽ. Sự im lặng của chàng không phải là thụ động, mà là một thế lực của riêng nó. Nó giúp chàng giữ vững tinh thần, không bị lay động bởi những điều xung quanh, mà là một thế lực của riêng nó. Nó đối đầu với bóng tối của linh hồn bằng ánh sáng kiên định. Sự tĩnh lặng của Kenzo là ánh sáng dẫn đường trong bóng tối. Nó đối đầu với bóng tối của linh hồn bằng ánh sáng kiên định. Sự tĩnh lặng của chàng là ngọn đèn soi sáng trong đêm tối, giúp chàng vượt qua mọi thử thách. Linh hồn gặp lòng trắc ẩn thay vì sợ hãi, cuối cùng đã tìm thấy sự bình yên. Thác nước im bặt. Sự tĩnh lặng của Kenzo đã mang lại hòa bình cho cả hai thế giới. Cuối cùng đã tìm thấy sự bình yên. Thác nước im bặt. Sự tĩnh lặng của Kenzo đã mang lại hòa bình cho cả hai thế giới. Một sự kết thúc đẹp cho một hành trình đầy thử thách.